Hoàng Lịch Thiệp xin gửi lời chào, lời chúc tới tất cả quý vị anh em nhiều cây cả nước. Ngày hôm nay thì cây nghệ thuật bonsai vinh dự được đến tham gia một cái chương trình cực kỳ đặc biệt của anh em ở cây cảnh Thái Bình. Và cái sự kiện này là sự kiện giao lưu rất lớn diễn ra tại nhà vườn Triệu Bùi, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Những loại hoa thường tươi thắm của các anh em nhà vườn các tỉnh đã gửi về đây và chỉ chờ đến giờ sẽ trao tặng cho anh em Thái Bình và nhà vườn Triệu Bùi. Một cái ở màu gì đấy? Lấy bút ngoài to nhé. Wow, anh đến sớm thế. Vâng, xin chào anh Trinh. Rất vui với anh là em đang quay hình. Anh là người đầu tiên ở buổi sáng là bắt tay. Anh ta đánh xe. Vâng. Ngày đầu thì tôi đã được gặp anh Trinh, người đã rất là mến mộ cái nghệ thuật bonsai, và ngày hôm nay thì anh Trinh đến tham dự cái sự kiện này. Tại nhà vườn Triệu Bùi ngày hôm nay thì ngoài tổ chức sự kiện chính còn trưng bày các cái cây phôi và cũng như là các tác phẩm nghệ thuật đẹp. Chào Hoàng Lịch Thiệp nhé. Chào anh. Từ buổi tối ngày hôm qua thì đến sáng ngày hôm nay thì Hoàng Lịch Thiệp rất là vui mừng vì nhận được sự mến mộ của rất nhiều anh em yêu thích cây nghệ thuật bonsai. Và một sự kiện ngày hôm nay thì là thật là tiếc vì anh Nam Lê lại không thể tham dự vì việc gia đình. À ơi, hôm qua làm gì vậy? Không thấy cây nhà vườn Minh Dưỡng đâu nhỉ? Trên xe. Thế thì chịu rồi. Đấy còn chỗ nào để? Cứ xếp ở đây. Hầu như tất cả các cái tác phẩm cũng như là cây phôi ở đây thì đều là những tác phẩm theo lối mới và phong cách đương đại hiện nay, chủ yếu là những cây luồn lực nhiều u cục và đặc biệt là có độ già, những cây ba vai như thế này, một dòng xanh mini của nhà vườn Đặng Thụ, Hà Nội. Vâng ạ. À, nay mới nhìn thấy ạ. Và chuyên đi với Nam Lê trên xe. Vâng ạ. Rất là nỗ lực, nhún nhịn thưa quý vị. Giống như là một triển lãm di động cho các anh. Quay sớm đấy. Em phải quay sớm một chút, trong nữa nó sự kiện là cái nắng nó không quan trọng mà nó đông người quá nó bị loạn thông tin. Cái cây Trương Phạm đang bán xuất phát giá gốc là gì, 40 triệu đây anh ạ. Cây này là 9.900 đang bán. Đúng muốn rồi. À thế à? Trương ơi, mai mà em xem video này thì em giảm luôn cho anh 500. Cho anh ấy sướng đi. Trương Phạm nhiều cây thế.
chở luôn đi ăn. Đây còn gì đây? Đi ra bế anh vào trong nhé. Đi ra bế anh vào trong. Đến lúc rồi ạ. Tác phẩm hoa giấy rất đẹp. Dáng như một cái hạc, quý vị. Ở vườn quân đoàn Thái Bình. Đây là một trong những ý tưởng rất là hay của anh em yêu và thương mại cây kỳ cảnh nghệ thuật. Đó là tổ chức các cái chương trình mà trưng bày bonsai lưu động. Từ các cái event ở các cái nhà vườn như thế này thì cũng mang các cái tác phẩm nhà phôi đi cho khách tham quan chiêm ngưỡng và có thể giao lưu ngay. Đều là hàng nôn lực và tầm thước thì rất vừa. Khá là nhiều nhà vườn. Thằng này thích. Đấy thì đúng cái thằng lành thích. Cứ thằng hoàn thiện. Mua cây đấy về thì cắt cụt. Chào anh Hoàng Lịch Kiệt. Thầy giáo ạ. Cây kia về lại cắt cụt. Thế họ cắt cụt nhưng mình thì thích chơi lối đấy. Nè đấy à. Thế chơi lại một mình chơi. Nó phát triển rất mạnh mẽ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn vừa rồi thì chúng ta được chứng kiến rất nhiều các cái chương trình triển lãm và cái chương trình tổng kết ra mắt các cái nhà vườn. Và hiện nay thì các tỉnh cũng đang thực hiện các cái chương trình hỗ trợ thương mại, cũng trưng bày rất nhiều tác phẩm như là cây với mục đích là chia sẻ, giao lưu, kích thích thương mại sau Covid-19. Thì cũng như lời phát biểu của chủ thọ, phó chủ tịch Trung ương Hội Cây cảnh Nghệ thuật Việt Nam, thì cây quả thực là đang phát triển rất tốt và hầu như chơi cây nó không bị ảnh hưởng bởi Covid thì phải. Субтитры создавал DimaTorzok.
Chào anh em. Công chim sẻ. À, quanh anh chắc là không có nhiều thời gian. Phải tự cân bằng điện tử. À. Cân bằng mình xem cái hình nó không bị rung lắc. Ừ. Nó mịn hình, mượt. Trưng bày với quy mô cá nhân nhưng mà rất là bài bản, chuyên nghiệp. Ở đây là có một cái phôi xanh rất nhũn và nhiều nu. Hai lúa Thanh Hóa. Cây đẹp thì phải dí sát chứ. Đùa với nhà chùa. Nu cục thế kia mà không đưa. Quê còn dưới à, anh. Quê mới trả điền. Nay Nam Lê không về được anh Trinh ạ. Nhà có việc. Đợt này đã bận rồi lại còn việc nhà, việc cửa. Liên tục luôn đấy. Chia sẻ lên anh em buôn nó vui. Thực tình thì thầy giáo ạ, quay cây không bằng quay người đẹp. Các em xinh đẹp vẫn thích hơn. Cái cây làm sao mà giá trị bằng con người được, đúng không em nhỉ? Đúng không? Không bằng con người được. Trước tiên là phải sự nghiệp trồng người rồi mới đến trồng cây. Bác Hồ nói rồi. Vì bạn là tôi sẽ ghi hình một lượt tất cả các cái khối cũng như là tác phẩm tại đây. Tuy nhiên việc có thể giao lưu hay không là vấn đề khác. Ôi giời, chuẩn đấy, em đứng vào tạo dáng cho Hải Bùi Văn. Không tin này, em cứ nhá số điện thoại đúng cây của anh ấy. Đi nghe từ từ anh quay em. Ôi giời, nhất ông Hải rồi. Ôi giời ơi, Hải ơi, em nổi tiếng thì làm sao em ơi? Đây là Hải nổi tiếng đấy. Bây giờ đang cần bán. Ừ, được. Có em vào, giờ là bán cây khuyến mãi người. Thôi đâu mà sướng thế.
em đang cứ cười tươi như này đấy. Rồi lại có cả mẫu cây cho ông Hải này, cũng hên quá. Đấy. Không đâu. Anh biết rồi. Cái này ra đi cứu chủ. Ra đi để cứu chủ đây. Ra đi cứu chủ. Đông đông. Thế kỳ vọng thế. Cây của Hải Bùi Văn thưa quý vị. Anh thích thì dòng cây mà nó lại là nung cục thì cứ liên hệ cho Hải Bùi Văn thôi. Vậy thử. Wow. Cái phôi của một người anh em có duyên ngồi với tôi từ tối hôm qua. Và sáng hôm nay thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy có mấy cái phôi này. Không gian rất là tuyệt vời mà Triệu Bùi đã tạo nên, một sân khấu hoành tráng. Không biết đi đến cây này thì xin chào anh em. Sáu ly thủy tinh. Thủy tinh tốt. Với hai quả của em nữa là người thì em cầm luôn, tôi cầm luôn vào đây xanh. Bắt chị về gốc đi. Hello. Em vào tối quá. À, anh Thiện, anh chuyên gia đi bình phẩm cây tí được không ạ? Thầy nay phong cho anh thầy. Mình gọi là mới chơi cây đi vào đây và toàn gặp các cái cao thủ các bác lão làng rồi, mình làm sao dám bình đi chiêm ngưỡng ngắm thôi em ạ. Bình các bác toàn tiền bối, các bác ấy bảo tuổi gì mà bình cây đây thế. Thì kệ, mình cứ nói theo cảm nhận của mình thôi. Cảm nhận thì thấy là toàn cây đẹp, toàn cây chất. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Hoặc là chỉ thích bê về, câu đấy hay nhất. Nhìn thấy cây nào chỉ thích bê về nhau. Đấy. Từng ai? Người quá quen luôn. Quen nhẵn với nhà mình luôn rồi nhỉ. Tức là đam mê cây cho đến bây giờ là lan tỏa ra cả nhà rồi. Đấy, lan tỏa cả nhà, anh Thiện anh ấy. Anh là người tuyệt vời. Giỏi đấy. Cả nhà yêu cây thì không còn gì bằng. Quá đẹp luôn. Chị đi thử xem cảm nhận cái không khí của anh em yêu cây, chơi cây thế nào chị nhỉ? Thương đúng không? Lần sau lại phải đi theo. Đi này tội gì không đi. Đi theo nhiều thì mới cảm nhận được nhiều. Mà cảm nhận được nhá. Đi con gái này. Mà thế. Hôm nay con gái được đi một cái sự kiện đông như này thích không? Đông vui không? Vui ạ. À đấy thì xem là bố có ủng hộ bố chơi cây nhá. Ủng hộ bố chơi cây để bố được mở mang thêm, chơi cây nhiều đi được nhiều anh ạ nhỉ. Nhạc đã nổi lên rồi thưa quý vị, bây giờ thì đã chuẩn bị chương trình giao lưu.
đưa đưa taxi ở ngay bên chỗ cái nèo này và giỏi và có đây thích à, bắt tay cái là xong. Giao dịch giữa chú Thọ Nhựa và anh Bản Trọc. Anh em chứng kiến với thực tế. Cảm ơn chú. Đang có mặt tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được gửi tới toàn thể các quý vị đang có mặt tại đây với một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhà vườn Triệu Bùi cùng với anh em Thái Bình long trọng tổ chức chương trình gặp mặt giao lưu tất cả những anh em yêu cây của các tỉnh tại nhà vườn Triệu Bùi ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn nhất từ quý vị để chúng ta cùng chào mừng. Chúng tôi cũng xin được trân trọng chào đón sự hiện diện đông đủ của các anh em yêu cây, đại diện của các nhà vườn từ các tỉnh ngày hôm nay cũng hội tụ đầy đủ ở đây. Chúng ta một dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón tất cả chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và xin được trân trọng cảm ơn và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Sau lắng hoa tươi thắm của anh em cây cảnh 81, xin mời sự chuẩn bị của anh Thiếu Hương Yên. Xin được mời anh em nhà vườn Nga Liên Nga. Tôi xin được trân trọng cảm ơn. Nói gì hơn, thật sự là chỉ được cảm ơn tất cả các chú, các bác tôi bên võ đài truyền hình YouTube đã về tương tác và giúp sức cho Triệu Bùi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Xin chào các đồng chí lãnh đạo địa phương, xin chào các bác, các anh, các chú, các cháu. Hôm nay được về dự với cái buổi giao lưu cái nhà vườn Triệu Bùi và anh em cây cảnh Thái Bình. Đang trước khi đi thì tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà đến đây thì thấy rằng là cái uy tín, cái sức ảnh hưởng của Triệu Bùi, của anh em Thái Bình đối với lại dưới cây cảnh. Của tất cả quý vị đã bớt chút thời gian hiện diện tại đây trong chương trình ngày hôm nay. Để các quý vị và ngày hôm nay tất cả chúng ta đang có mặt tại đây để cùng nhau thể hiện tình yêu cũng như chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm để cùng trồng lên những chiếc cây mà chúng ta sẽ cùng yêu quý. Chúng ta sẽ cùng gửi thân đứng dậy để cùng hô vang những tiếng hô để chúc cho chương trình ngày hôm nay thành công rực rỡ dưới sự hiện diện của tất cả quý vị đến từ các tỉnh ngày hôm nay đến với nhà vườn Triệu Bùi cũng như anh em của Thái Bình. Xin mời toàn thể quý vị ạ, chúng ta cùng gửi thân đứng dậy được không ạ? Ba, hai, một. Go! Hey, go! Go!
2, 1, go! Và xin được chúc mừng, xin được trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của quý vị và chúc quý vị có một buổi tiệc thực sự ngon miệng.